à, mình sẽ chơi chiến thuật núp lùm. À, có cái bơm nào không văng cho nó cái đụng chơi. Có để anh thử. Không, anh không, anh thử nào. Không đâu. Thử nè. Cái bơm dính cho nó. Ui ui ui, đẻ. Với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok. Thì à, hôm nay mình có thông báo với anh em chính là hôm nay dạ, có tiếng của một con lợn nó đang kêu. Tiếng kêu vậy ngủ hả? Ngủ vậy mà ngủ hả? Giờ này ngủ vậy đó. Vùng đất chết cho các em xem thì không quay. Mày đặt quay PUBG. Sao lâu? Quay vùng đất chết nhưng mà lâu lâu ra một tập hơi ra ngoài tới coi tới chán sao. Đi vùng đất chết để lại phí 1 cho mình nha. Mình rất thích vùng đất chết nha các bạn. Bạn nào thích vùng đất chết để lại phí 1 nha. Ok, các bạn nào mà bạn nào mà thích coi vùng đất chết thì hãy để lại phím 1, hãy comment cái phím 1 để cho mình biết để ngày mai mình sẽ ra vùng đất chết cho anh em xem nha. Ok, và hôm nay mình có một thông báo cho anh em, đó chính là hôm nay bộ bá đạo sẽ tàn sát lẫn nhau. Đó chính là bọn mình sẽ bắn BBG hỏi trong coi gì hết. Ok, bắt đầu nào. Không nói nhiều nữa, vô game thôi anh em ơi. Ok, bắt đầu nè. Tôi không thấy gì trời. Trời ơi, Phong ơi. Ủa? Em bị chúng nó bắt cóc rồi. Ở trên máy bay. Ông đâu? Em cũng đang ở trên cái máy bay nè. Ủa mà mọi người đang ở đâu? Em như thế ơi, máy bay sao? Bị rơi xuống rồi. Ok. Đây, chúng ta tuyên bố với cả Phong là chúng ta sẽ chấm dứt tình anh em, mình sẽ đi tìm súng. Mình sẽ giết nhau. Mình sẽ đi tìm súng. Anh em mình sẽ đi tìm súng. Để mình mở cửa ra được. À trời, cái này hành không thấy bản đồ. Ui trời ơi, đại liên. Thôi kỳ này mà người chết chắc. Thôi rồi, chưa lút được đồ mà nghe thấy có thằng nó cầm đại liên là chết rồi. Mình kiếm được đại liên nè anh em. Rồi có cả Spider. Chết xong rồi, Phong kìa, Phong chết rồi, anh tìm được bánh mì. Đâu ta, mọi người đâu ta? Đó. Ok, kẹo mình chưa? À, kẹo này là hồi máu này. Ok, mình sẽ cười máu. Đi loot ở trong nhà bà chơi PUBG bao trận rồi bà còn hỏi. Bà chơi PUBG trên các bạn có thể gọi Timmy rất là lười quay video bởi vì Timmy mãi chơi PUBG. Đúng rồi, Timmy bà hay chơi PUBG buổi tối cho nên mà bà phải khuya qua bà sáng bà dậy không nổi mọi người cho nên là bà lười. Người ta gọi là gì, Phong biết đâu, người ta gọi là bóc phốt. Đúng rồi, người ta gọi là bóc phốt chứ ai nói là dữ dằn quá. Ủa nhưng mà sao tự nhiên cầu hàng lao vậy, cho mình leo xuống chóng mặt quá anh em ơi. Oh my god. Ôi thôi kệ, mình có cây đại liên với lại bộ giáp rồi mình không sợ. Từ để mình đi xem. Ở trong này còn có mấy cái dương là hai dụ nha. Mấy cái dương này không có đồ. Ở hay là có thằng lút. Ôi thính kìa. Ui em thấy thính mà tôi em thấy thính. Cho anh thính đi, mình ăn mình là anh em mà Phong. Ui Spider. Ui nón kim cương. Bạn ơi mình sẽ cố gắng. Thính là thả tim. Thôi đồ ơi. Thính. Cái TikTok trời, các bạn coi là cảm thấy thích cái intro của Timmy, các bạn nhớ để lại comment nha. Trời, intro TikTok để đã. Các bạn nào coi intro mới của mình chưa? Ôi hai cái thính luôn nè mọi người. Ui cái gì đây, cái này bơm hả? Rồi Phong lút hai thính rồi chết. Ê, mọi người có cái gì đây nè. Ui ơi, hộp quà sao? Hộp quà sao? Mình có hộp quà sao? Vậy là mình giết mà nó còn có thằng con hồi sinh nó vậy ta. Trời nguy hiểm quá, Trời ngon, trời em lượm được hộp quà sao nè, ngay chỗ thính, trời ơi ngon. Để coi, đại liên, lại là đại liên. Ôi mình thiếu đôi dài rồi. Để mình kiếm đôi dài coi. Đó, để mình gài đạn Spider vậy nè. Trong này, ui mình thấy tên Timmy. Đạn Spider, đạn gì, đạn nhện hả Phong? Đây, dạ sao anh? Đạn Spider, đạn nhện hả? Cái gì, đây đạn. Mình thấy là hết tên, em thấy tên Timmy. Lắc hả? Lắc thì bắn chết luôn, trời ơi. Đây, Timmy nè, em thấy. Em thấy tên Timmy. Ui. Thấy em mày. Ủa sao Nè, từ từ. Mình sẽ cố gắng tìm xem Timmy ở phòng ở đâu mình. Rồi. Timmy đâu? Ở đâu? À, đâu ta? Anh sao thấy Timmy đâu? Em thấy tên Timmy nè. Gì hả? Ui nguy hiểm. Ui bắn nè. Từ từ. Nó bắn xả đạn ạ. Ok. Các bạn ơi, mình sẽ gọi là cố gắng đi loot thêm đồ nha. Một tí nữa mình sẽ bắn cả Timmy cả Phong. Một mạng chứ. Một mạng rồi mà Timmy chết này. Ôi giật kìa. À mình thấy giật rồi, Ui mình còn có 51 máu. À không, cái này là máu của con khủng long thôi, máu của mình. Ok, cẩn thận tí chạy bò. Giật nè. Thấy tên giật đấy. Đây anh ơi. Em ở đâu? Thôi để mình sẽ đi vô lại gần xong lấy cái đại liên ra. Mình thấy Phong rồi. Mày, hai dụ mày. Vô đây anh, vô đây, đi ra đây, đứng cho tao. Hai ơi.
ơi, từ từ. Sao súng ấy không ngắm được đấy? Đâu có ngắm được. Đây, không ngắm được hả? Đây không ngắm được, không ngắm được. Ra đây. Lại. Ok, tiếp tục. Tiếp tục bán nữa nè. Rồi vào đi, hai người rồi. Timmy vào nè. Ờ anh Vịt vào chưa? Ủa anh đâu rồi? Ok, rồi bắt đầu nha. Chơi. Bụp rồi, mình vẫn đang trên máy bay này. Cái máy bay bên kia là của Timmy phải không? Máy bay bên này của mình nè. Rồi nhảy xuống anh em ơi. Mình hạ cánh trước rồi tính gì tính. Ta da. Ok, mình cái nhà bên kia, cái bên kia hình như là cái trường học anh em ơi. Ơi nè, trong mình thấy trong cái sân nó có cái trong cái sân bóng đá nó có cái gì nè? Cái rương nè. Ui, để mình gỡ cái phân tích lại. Game 2. Ồ, tức là mình chỉ cần giết được hai người kia là mình thắng luôn hả? Đúng rồi, mình chỉ cần giết được hai người kia là mình thắng. Trời ơi, mình lẫm được quá bơm anh em ơi. Nhưng mà giờ mình giờ sao ra? À bên đây. Thì là mình sẽ gọi là quyết tâm sát đao phong cận các bạn. Đó. Ờ để xem. Trời ơi, anh không biết. Anh vẫn không biết là em là chùm bắn súng á. À, chùm bắn súng mày. Chùm bắn súng. Con vịt này đi ra. Bây giờ mình sẽ kiếm phong cận, mình giết là mình thắng đúng không? À, để xem coi. Ui, một cái giáo để thông đích lịch. Cái này mà thông đích lịch. Đâu. Gì vậy? Anh còn chết là Timmy rồi. Ồ. Timmy chết rồi hả? Ok. Tôi chỉ cần trong một giây thôi mà Timmy bảo bắt súng và bắn vỡ sọ anh liền. Trời ơi, tôi ngu gì đâu. Rõ ràng là tôi chỉ mới chào ông thôi á. À, Phong chạy bò đi, đừng chết bò nha Phong. Chạy đi. Chết được. Sao chết được? Qua đây. Mày. Ủa vịt thấy mình sao vịt kêu mày hả mày là sao ta vịt thấy mình à? Không, anh đang mình sẽ chơi trò núp lùm. À núp đi. Đâu ta? Phong đâu ta? Trời tối Phong ơi. Di chuyển đi anh, sao đi ngồi không vậy anh? Di chuyển. Di chuyển mà trời anh chạy quá trời đất luôn à. 2000 years later. Xem coi. Ông vịt ông. Mình chưa thấy Phong, đâu ta? mình thấy rồi, từ từ mình chờ dừng lại rồi. Phong ở nào đi, chỉ đi Phong đâu? Chỉ gì? Từ từ nó thấy mình rồi, mình chưa thấy đó. Hay là hù người ta? Mình thấy dịch rồi. Tên mình thấy tên. Ủa sao mình thấy tên ta lỡ dịch thấy tên mình sao vậy? Mình hy vọng mình từ dịch không thấy tên mình. Không, ông dịch ông không thấy tên ông á, ông mới đang kiếm nãy giờ. Không được chỗ nào ta, chỉ điểm đi Timmy. Đâu? Không đâu. Ui bò rút. Chị. Tôi không nói cho ông là ông đi sai đường đâu. Đâu anh đi đúng đường mà. Anh đang tìm Phong rồi. Anh tìm về đó anh sẽ hết sát Phong rồi. Đây Phong. Sao thấy em được? Đúng rồi. Giờ không thấy mình anh em ơi. Giờ không thấy mình. À, rõ ràng luôn á. Ở đó họ không thấy gì luôn á. Ở đó à? Ok. Giờ không thấy mình anh. Bơm nè, dịch ơi, bơm nè. Từ, hết đây. À, mình sẽ chơi chiến thuật núp lùm. À, có cái bơm nào không văng cho nó cái đùng chơi. Có để anh thử. Không, anh thử thôi. Không đâu. Thử nè. Cái bơm dính cho nó. Ui, hết đèn. Game nữa. Trời ba ghê trời. Nhát thôi. Trời ơi, bình thường trời ơi, đúng là đúng là Phong làm rồi, lấy ơn. Tay to. Mọi người vô đây. Nãy là hên thôi. Ờ hên thôi kìa. À đâu vì chưa? Đi anh em ơi, vô. Ok mình. Ôi cái mắt. Ôi cái mắt mày lão à. Ủa cái chỗ này trong nào lão vậy? Ồ hình như mình đang ở resort 5 sao anh em ơi. Ủa mắt nó coi bị mưa không? Đâu không, em không thấy bị mưa. Ok. Ok được, Phong thấy được. Rồi. Không, tại Phong không thấy nhưng mà mình thấy á. Không sao. Lại là một cái hộp quà sao?
Ôi mình nghe cái tiếng bắn bắn gì, mình có ai bắn sau lưng mình à? Phải. Chết rồi, mình chưa lút được đồ. Trời ơi, nào. À ha, mình có súng ngắm anh em ơi. Sao Dương lại Dương trống vậy? Dương trống là do nó không có gì anh. Sao thằng hiển nhiên mà vi diệu. Đúng mà, cái đường trống là do nó không có gì đúng mà. Cảm thấy vô cùng phi nè với anh Phong hiểu không? À trận này mình không có đánh nào ấy nên mình kiếm chảo mình chơi đúng không? Đúng rồi, trận này chỉ chơi chảo với bơm thôi nha mọi người. Trận này bọn mình chỉ chơi chảo và bơm thôi chứ không chơi chảo và bơm. Mặc nhưng mà được thì mặc giáp nha. Được mà. Ừ đây chảo. Giáp ra bài lúc được thì vẫn cứ mặc nha. Mình có chảo nè anh em. Ok mình có chảo rồi. Mình có chảo nha. Ai chưa có chảo thì kiếm chảo nha. Xong rồi hẹn nhau chạy ở giữa tâm bo nha. Ok. Ơi cái gì đây? Chạy dễ trái cây cái này giúp được giùm ta được. Thôi phải từ từ cái này từ từ ăn. Ăn đồ ăn không vậy? Được ăn được. Ơi mình có cái chảo nè anh em thấy không nè. Nếu mà chạy được thì ăn được. Bóp đập đập. Chưa bao không? Chắc không chưa bao đâu đúng không? Gì anh? Có chưa bao không? Có bơm anh. Ok bom vào chảo nha. Bơm vào chảo thôi. Mình sẽ chuẩn bị sẵn bom đây. Gãy đi. Đấy, có được cưỡi thú không nhỉ? Được, cưỡi được. Được, ngon rồi, ok. Kiếm con gấu. Ôi, giật kia. Đợi, bà TV qua đã. Tôi còn ở cách xa hai người lắm, để tôi lấy kiếm con thú rồi chạy qua. Em bị kẹt trong đây, con thú em nhảy nó không nổi. Đây, nhảy được. Chính ngắn quá mà. Ok, bà chuẩn bị đến màn gọi là solo là có chừng đó, hiểu không? Và là con thú của anh chỉ được cái mặt thôi, còn con em mới chạy nhanh nè. Dạ đây, xem nào, một lúc solo cận chiến thì thằng nào cần hơn. Hả? Ok. Dạ đây, coi chừng đó. Ơi, từ từ nha. Tôi lấy con rồng tốc độ, tôi leo lên nó, tôi đi y chang như là nó đi phủi mũi vậy, đi chậm còn hơn tôi đi nữa. Rồng đi như kiểu bị BD. Đâu ta? Ôi, tên mày kìa, anh thấy tên mà tên mày. Đây. Nhìn nó nước trên máy à. Phó phòng lấy chút ra hết sắt. Đây nè. Đây chuẩn bị chưa? Mà tên mày mà không có hút cười. Thôi, ok, tí nữa ai sống thì đánh xong rồi bài không thì tụi cười. Không anh Phong chơi tụi cười thôi, tí nữa đánh xong thì ấy, rồi đi núp chưa? Không. Rồi, chuẩn bị chưa? 1 2 Cả bom nha. Rồi, chuẩn bị chưa? Ôi, bom chơi bom hả Bạch? Ok, bây giờ giờ mình và anh Bạch sẽ đánh trước nha, sau đó bà Timmy mới xoay qua. Bạch chọi bom bị phản đám. Chạy đi. Hồi sinh đâu, đấy lấy là bánh mà. Vật đứng lại. Phong ơi, bò sau lưng, bò sau lưng. Chỗ này, xin tử luôn. Giờ mày sao? Chết rồi. Còn cái đứa, ok, mình lấy đồ. Trời, mình lấy đồ. Timmy, từ từ nha. Từ từ, Timmy dân dạng. Tôi làm gì đâu? Cho tôi hồi máu rồi đó, mà Timmy mà không được vào nhà, cho đánh trước nha, cho tôi đánh trước nha, dù gì. Chúng ta, để tôi xem coi. Tôi ăn cái này, tôi cũng thấy bánh mì, tôi nhai cái từ nha. Cái này giúp được gì em ta? Không biết, không có chơi cái đó. Cái này mình bắn cho người bà Timmy mới bay lên, sao mình thao, mình cầm cái chảo mình đánh. Ok, chuẩn bị chưa? Này đâu bắn được đâu, thôi ơi, mình chết rồi. Vô. Nhào vô. Ôi trời, chui gì bà Timmy mới đập em rồi. Vô trong quá mày. Đánh nó. Lắc rồi. Ok. Thì bọn mình đã quên được rồi nha mày. Vào lại để trả lại cho tên lên thần vâng. Vô trong quá. Ok vào lại. Ok giờ đi. Ok và cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Mr. Vịt với lại Timmy TV để subscribe ủng hộ cho bộ đạo nha anh em. Ok và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi đời. Bye bye. Và nếu như mà Cái gì vậy? Thì các bạn thấy là trong đây ai là người pro nhất. Nếu các bạn thấy mình pro thì các bạn hãy để lại phím 1. Thì nếu thấy Vịt pro thì để lại phím 2. Và nếu như thấy Timmy pro thì hãy đừng để phím nào nha. Ok. Ok. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi.